Hello, xin chào mọi người đã coi lại góc nuôi cá mình nha các bạn. Đó thì sáng hôm nay mình ra để mình đóng cá để đơn cho khách. Đó thì bữa giờ mình cũng không có thời gian để quay cho anh em xem. Đó thì sáng hôm nay mình ra mình đóng cá sẵn mình sâu lên cho anh em xem luôn. Đó, đây là dòng rồng đỏ ribong nha. Đó, rồng đỏ ribong, trống ribong luôn. Đó. Cứ mỗi lần mình đi đơn cho khách thì mình sẽ bắt sâu lên cho anh em xem để tạo độ uy tín ha. Đó. Rồi, anh này mua 3 cặp nha, đó 3 cặp. Thì mình đi đơn mình ship toàn quốc nha, đó. Mình ship toàn quốc luôn. Đó, thì bây giờ mình vô bắt dòng Dumbo Redtail nha. Đó, dòng Dumbo Redtail này đợt này về hai tay bơi nó rất là đẹp, hai tay bơi to xanh đậm nha. Đó, mái trống rồi nhìn size rất là to, mập mạp nha. Đó. Anh em mua về đó. Giá rẻ, anh em học sinh này đó, anh em mới tập nuôi rồi về đó cũng có thể làm giống được nha anh em. Đó, anh em hai tay bơi không thì hôm qua mình có đăng cái video đó, mình cũng lựa Dumbo trong đây ra để làm giống nha anh em. Đó. Rồi sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho anh em khách hàng. Đó thì anh em mua cá mình đó, thì anh em lo ngại về cái tình trạng mà mua cá về cho trong mùa lạnh đó thì nuôi nó dễ rất là dễ bệnh. Đó thì nuôi cá trong mùa lạnh thì anh em nên nuôi thùng xốp nha. Nó nuôi thùng xốp rồi đậy nắp kín lại. Đó thì anh em đậy nắp thì khui một cái lỗ hay hai cái lỗ để cho nó thoát hơi. Đó, để cho nằm trong thùng xốp, tại vì nó giữ nhiệt rất là tốt. Đó, tránh tình trạng với anh em mà nuôi bể kín rồi thì nước nó rất là dễ lạnh. Đó, dễ lạnh thì con cá nó bị sốc nhiệt, nó hay bị túm đuôi này, nó sụp vây đuôi lại. Đó, thì nó dễ bị bệnh nấm luôn. Với lại là trong mùa lạnh thì anh em hạn chế cho ăn nha. Đó, hạn chế cho ăn thì anh em ví dụ mà sáng khi nào mà trời bắt đầu có mặt trời lên thì anh em bắt đầu cho ăn, thì tốt nhất thì cho anh em cho tầm cỡ 8 rưỡi 9 giờ, thì lúc đó mặt trời đã lên, nước cũng đã ấm lại. Đó, chứ đừng 6-7 giờ sáng anh em ra cho ăn thì lúc đó nước còn lạnh cá nằm đáy thì anh em cho ăn thì cá nó sẽ không ăn, dư thức ăn thì nó làm hư nước, khôi nước. Đó thì cá nó rất là dễ bị bệnh nè, thúi vây đuôi nấm các thứ. Đó, thì anh em nên hạn chế lại. Nếu mà anh em có thức ăn tươi sống thì càng tốt. Đó, còn cám thì anh em cho ăn một bữa cũng được, tại vì cám nó ăn không hết thì nó làm đóng màng trên mặt nước á. Đó, với lại nó làm nở cái cám ra, nó làm hôi nước, đục nước thì cá rất dễ bệnh. Đó, với lại cho ăn cám thì cá nó ăn vô rồi cái phân nó thải ra thì làm đục nước nha anh em. Đó thì anh em mà có bo bo hay là Artemia thì cho ăn trong mùa lạnh thì rất là tốt. Đó, nó làm giúp không bị đục nước, không bị dơ nước. Đó, mà giúp cá nó khỏe nữa, có chất dinh dưỡng nha. Đó thì anh em nuôi trong mùa lạnh thì lưu ý. Đó, nhất là anh em ở ngoài Bắc. Đó, nước ngoài Bắc thì nhiệt độ rất là lạnh. Đó, thì anh em hạn chế nuôi bể kính nha. Đó, nuôi trong thùng xốp, anh em đậy che lại. Đó, tránh gió lùa rồi thì con cá nó sẽ đỡ hơn. Đó, đây dòng Will nha. Đó, dòng Will. Với lại anh em lưu ý là anh em nhớ vệ sinh cặn. Đó, vệ sinh cặn là thức ăn thừa, do nó mùa lạnh nó ăn không hết đó. Đó thì anh em nhớ vệ sinh đáy để sạch sẽ thì ok. Đó. Rồi thì nãy giờ mình cũng chọn cá, đóng cá để cho anh em nè. Đó thì nói chung mình ship đi toàn quốc nha anh em. Đó, trước khi mình đóng cá thì mình sẽ quay sâu lên cho anh em xem. Đó, Will, nó dòng Will với lại coi đen này. Đó, đồng xanh. Đó, HP Retro, nó Dumbo nha. Đó. Mỗi lần mà mình đóng cá thì mình sẽ quay lên. Đó, anh em vào để tạo uy tín nha, tin tưởng nha. Đó. Dòng coi đen này, coi đen sọt vi bông tay bướm Vince nha. Đó, dòng này thì mình bán với giá là 80k một cặp. Đó, size cá tơ nha, mình mới ghép trong máy, anh em về làm giống thì rất ok. Đó, phim nó dày nha. Đó, thì nhiều bạn hỏi mình tại sao mà cái nước còn vàng thì mình bỏ nước Super One vô để giúp cho con cá nó đi xa khỏe hơn nha. Đó, bổ sung tăng lực con cá. Đó. Thì lòng tím màu sắc HP Retro nữa. Size thì anh em coi, size trống mái thì rất là to nghe, hộp mập nha. Bên mình toàn cho ăn bo bo, bổ sung bo bo trùng huyết. Đó, Dumbo. Dumbo treo đực này rất là đẹp, nó hai tay bơi nó xanh lè và to luôn. Đuôi anh em thấy con đuôi trống rồi, nó lên hắc mun nha. Đó, đuôi hắc mun nha anh em. Thì ngày mai mình có về một lô hàng cá Dumbo hắc mun đó. Thì anh em nào mà làm giống thì vào kênh mình đó để mua. Đây rất là Blue. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ đóng bọc để đi đơn cho khách nha. Đó. Rồi sau khi mình đã bỏ cá vào bọc hết rồi đó thì mình sẽ bắt đầu nó cột bọc lại, nó đóng thùng đi. Anh em thấy đó, thì bên mình đóng cá rất kỹ nha. Đó, cái một bọc là một con cá hết đó. Nên anh em yên tâm đó, chồng coi nè. View nó đây, view. Anh em hai tay bơi nhìn rất đẹp nha, view coi nha, view sọt, đi bông tay bướm nha, phinh xê nha. Đó. Sai này mình mới ghép đóng máy vào thôi. Đó. Để anh em làm giống thì nó ok. Đó. Giá là cũng rất là rẻ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vào cột bọc lại để chuẩn bị đóng thùng nha, cho mấy em shipper vào chở đi giao hàng cho anh em. Đó. Rồi sau khi mình đã cột xong nha anh em, nó cột xong này thì đa số khách mình thì toàn khách mới tập chơi đó, thì mình phải ghi tên từng dòng mà ra ngoài bịch ra để cho anh em khỏi nhầm lẫn nha. Đó, tại vì mình đóng một bịch là một con đó, thì dòng xanh với dòng đỏ thì nó tự giống nhau, dòng tím giống nhau, thì mình phải ghi tên từng dòng vào bịch đó, để anh em về đó, anh em có thể ghép từng cặp lại nha. Đó. Coi dòng đỏ nha, dòng đỏ đi bông, dòng tím. Đi xa thì mình bỏ ít nước thôi đó, để cho nó oxy. Nó có con này nó đẻ không, nó đẻ bọc luôn nha nè, các con nó đẻ bọc luôn nè. Đó, Red Blue nó đẻ bọc luôn. Thì đa số anh em mua cá mình thì thích toàn cá bầu nó về cho nhanh đẻ nha. Đó. Thì có nhiều con nó đi thẳng đường qua nước lạ thì nó sẽ đẻ trong bọc cá luôn. Đó. Red Blue. Rồi mình đã đóng thùng nha, để chỉ cần chờ shipper vào giao thôi. Thôi video mình cũng xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt các bạn.